Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ nha. Ngày hôm nay thì video của Thành Đạt sẽ giới thiệu đến các bạn dòng máy ép nhiệt lên nón. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Như các bạn có thể thấy, thiết kế của máy khá là nhỏ gọn và thân máy ở phía dưới là màu đen, với mẫu thiết kế mâm trên của máy ép nhiệt đây là màu vàng. Và mình sẽ mở cần gạt lên để các bạn thấy được khuôn của máy ép nón. Đối với khuôn của máy ép nón thì nó sẽ khác so với máy ép nhiệt phẳng ở chỗ là cái khuôn ở phía dưới là nó sẽ hình vòng cung để chúng ta có thể ép được cái mặt trước của nón ha. Rồi, về thiết kế tổng quát thì nó cũng giống như các máy ép nhiệt thông thường, nó sẽ có một cái tay cầm gạt ở bên trên để gạt xuống và một cái nút điều chỉnh lực lò xo nằm ở phía sau thân máy, và ở phía sau cùng ở phía dưới đế đây thì cũng sẽ có một cái ổ cắm để cắm nút nguồn của dây nguồn để cắm vào điện ha. Và đằng trước đây cũng sẽ có một đồng hồ để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian. Đây chính là nút nguồn của máy, khi chúng ta mở nút nguồn thì đồng hồ sẽ bắt đầu chạy. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiệt độ trên máy ép nhiệt và hướng dẫn các bạn sử dụng máy ép nhiệt là máy ép nhiệt lên nón này nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiệt độ và thời gian trên máy ép nhiệt lên nón. Đầu tiên, trên đồng hồ của máy các bạn có thể thấy nó sẽ có 3 nút điều khiển. Nút đầu tiên là nút màu xanh, nút set. Chúng ta ấn nút set lần đầu tiên. Chúng ta nhìn hàng đồng hồ phía dưới, nó sẽ hiển thị lên nhiệt độ. Nhiệt độ trên máy mình cài đây đang là 210 độ C. Nếu như chúng ta muốn tăng nhiệt độ thì chúng ta sẽ ấn nút lên này, và muốn giảm thì chúng ta sẽ ấn nút xuống. Khi được nhiệt độ mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ ấn nút set lần thứ hai. Nút set lần thứ hai, đồng hồ dưới hiển thị thời gian. Thời gian ở đây mình đang cài đặt là 25 giây. Tương tự như vậy, các bạn muốn tăng thời gian thì chúng ta ấn nút tăng lên, và muốn giảm thời gian thì chúng ta sẽ ấn nút giảm xuống. Khi được cái thời gian mà chúng ta mong muốn, nhiệt độ và thời gian mà chúng ta cài xong rồi thì chúng ta sẽ ấn nút set này giữ khoảng 3 giây. Rồi, trên máy nó sẽ lưu lại cái thông tin mà chúng ta đã cài đặt. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong rồi nha mọi người.